trọng báo tin lễ tình hôn và du bi con của chúng tôi do thiên nhiên tác hợp. Hai cháu đã tìm hiểu đến tâm đầu hiệp ý chọn quyết định tiến tới hôn nhân ngày hôm nay với sự đồng ý của cha mẹ và đôi bên. Để kết tình hôn gia chọn được lần tháng tốt để chính thức hành hôn lễ cho hai con, Tân Lan và Tân Nương. Tân Lan là Vũ Văn Thi, là trưởng nam, là con của ông Vũ Xuân Từ và bà Ninh Thị Hương ở Ninh Bình. Cùng sinh viên với Sơn Thị Hằng là con của ông Sơn Bông và bà Trần Thị Trang và ấp Đại Giá xã Hội huyện Yên Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Để đáp lại tâm tình quý vị đến chúc mừng trong buổi lễ ngày hôm nay, là hai cháu xin cúi đầu chào lễ phép nhất lễ nhị lễ. Thấy hai đứa thuận tình dự ý, hai đoàn nhất trí làm tối trước cùng chung vui rủ người tình. Nay gia đình xin hân hạnh kính mời quý vị cùng vui đăng ly. 1, 2, 3. Lũy tre làng hạt dừa rợp mông, dù đi